Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương. Các hoạt động hỗ trợ người dân vùng biển ổn định cuộc sống sau hiện tượng hải sản chết bất thường. Sản xuất hè thu, nông vụ tận thời. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khóa 13 làm trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thị xã Quảng Trị. Cùng đi có đồng chí Trần Đoàn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thị xã Quảng Trị được các cấp các ngành tiến hành khẩn trương, đảm bảo đúng thời gian quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền được địa phương chuẩn bị chu đáo, triển khai có hiệu quả với nhiều hình thức. Các xã, phường và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách tiểu sử của các ứng cử viên để nhân dân tìm hiểu và kiểm tra, giám sát. Toàn thị xã có 16.723 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại 30 điểm bầu cử. Về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ bầu cử được các cơ quan đơn vị địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn chuẩn bị chu đáo. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã được đảm bảo, chưa có vấn đề phức tạp nảy sinh. Để công tác bầu cử diễn ra thành công trong ngày 22 tháng 5 sắp tới, đồng chí Phạm Đức Châu đề nghị địa phương chủ động hơn nữa công tác tuyên truyền, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại tố cáo của công dân, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, nhất là bảo vệ an toàn tối đa cho ngày bầu cử. Cũng hôm nay 18 tháng 5, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương tại huyện Vĩnh Linh. Hiện nay các công đoạn chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở huyện Vĩnh Linh cơ bản hoàn thành. Qua kiểm tra, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng đề nghị huyện Vĩnh Linh, các địa phương đơn vị cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là ở các xã miền núi, khu vực vùng sâu vùng xa, quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và có phương án chủ động đối phó với các tình huống trước, trong và sau bầu cử. Song song với công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng đề nghị các địa phương và đơn vị cần phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, chú trọng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng này. Tại huyện Hướng Hóa, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Quảng Trị gồm ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khóa 8, bà Hồ Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hướng Hóa; ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị; ông Tổ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; và bà Hồ Thủy Vinh, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa, tiếp tục buổi tiếp xúc vận động bầu cử với cử tri. Các cử tri đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên trình bày tại buổi tiếp xúc. Cử tri cũng đề nghị với các ứng cử viên sau khi trúng cử cần giữ đúng lời hứa và quan tâm một số vấn đề, như đề xuất các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và làm tốt công tác giáo dục đào tạo, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đầu tư sản xuất kinh doanh, tích cực tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp đảm bảo đầu ra ổn định các mặt hàng nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước giảm dần sự chênh lệch giữa vùng đồng bằng với miền núi và hỗ trợ sinh kế bền vững cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp đã thực hiện xong chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Cử tri sẽ là người quyết định chọn ra những đại biểu đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình tại cơ quan dân cử ở trung ương và địa phương. Qua các buổi tiếp xúc cử tri, điều mà cử tri mong muốn nhiều nhất là các ứng cử viên sau khi được bầu là thực hiện lời hứa của mình trước cử tri. Các cuộc tiếp xúc cử tri những ngày vừa qua là cơ hội để các ứng cử viên có được sự ủng hộ của cử tri. Còn đối với người sẽ quyết định bằng lá phiếu, họ lắng nghe, tìm hiểu về năng lực, trình độ và chương trình hành động của các ứng cử viên. Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp phải thực hiện đúng cái lời hứa của mình trước cử tri.
để rồi mình góp phần tiếng nói của mình vào trong Quốc hội, trong Hội đồng Nhân dân các cấp. Những bản chương trình hành động đều được các ứng cử viên chuẩn bị tâm huyết và công phu. Bản chương trình hành động của các ứng cử viên luôn kèm theo những cam kết sẽ thực hiện nếu trúng cử. Chương trình hành động chính là một tiêu chí để cử tri đánh giá trình độ, năng lực của người ứng cử, qua đó để các ứng cử viên có được sự ủng hộ của cử tri. Việc ứng cử viên có một chương trình hành động tốt sẽ tác động đến việc cử tri đánh giá về người ứng cử đó như thế nào. Quan trọng ở chỗ là bây giờ đưa ra chương trình rồi, hứa với cử tri rồi, nhưng mà sau này như vậy tức là phải thực hiện cho nó được. Và quá trình còn sâu sát nhân dân hơn nữa, để không chỉ cái hứa bây giờ mà còn quá trình làm đại biểu còn tiếp xúc nhiều lần nữa. Cho nên tôi thấy rằng là hứa phải thiết thực và đồng thời phải có chương trình hành động thiết thực và đồng thời phải bám mà giải quyết đến nơi đến chốn, chứ không nên bỏ qua. Mỗi lời hứa vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực, trách nhiệm hành động của mỗi ứng cử viên. Điều mà cử tri mong muốn là lời hứa luôn đi cùng với hành động thực tiễn. Tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà dự hội nghị. Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng trực thuộc đã triển khai có hiệu quả việc đăng ký trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Qua thực hiện chỉ thị 03 đã tiếp tục xuất hiện các mô hình hay, nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Đông Hà đề nghị các cấp ủy đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của thành phố, làm tốt công tác biểu dương, điển hình tập thể cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, lãnh đạo Thành ủy Đông Hà đã trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 13 tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và trao tặng cờ bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2011-2015. Sáng nay, huyện Đắk Rông tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hai hộ gia đình gặp khó khăn tại thôn Truồng và thôn Ca Reng, xã Hưởng Hiệp. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chia sẻ với những khó khăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và các hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn ở vùng sâu vùng xa, thời gian qua, các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vận động kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài tỉnh đóng góp được số tiền 100 triệu đồng để xây dựng hai căn nhà cho hộ ông Hồ Văn Vùng và Hồ Văn La thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hai căn nhà được xây dựng trên diện tích khoảng 40m², xây bằng bê tông cốt thép và lợp mái pro xi măng. Dự kiến sau 3 tháng, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Dũng mong muốn địa phương và bà con lối xóm quan tâm giúp đỡ về ngày công để căn nhà sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến dự thảo luật quản lý ngoại thương. Tham gia làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thông qua tình hình xuất nhập khẩu tại khu kinh tế thương mại đặc biệt La Bảo thời gian qua cho thấy có khá nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách và quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Đặc biệt trong đó, vướng mắc trong thực hiện quyết định số 72 về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sản xuất tại khu kinh tế thương mại đặc biệt La Bảo có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu về tiêu thụ tại nội địa. Vướng mắc trong thực hiện thông tư số 109 của Bộ Tài chính quy định về chính sách ưu đãi về thuế, về áp lực cạnh tranh phát triển bền vững, vân vân. Đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị đề xuất với Bộ Công Thương cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Để những ý kiến đóng góp dự thảo luật đi vào thực tiễn, tỉnh Quảng Trị mong muốn Chính phủ, Bộ Công Thương ủng hộ có cơ chế và chính sách phù hợp, đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Đoàn công tác Bộ Công Thương đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Quảng Trị trong việc tham gia ý kiến dự thảo luật quản lý ngoại thương. Đoàn sẽ tổng hợp ý kiến trình Chính phủ, Quốc hội xem xét. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của ngư dân vùng biển, chiều nay, Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị tổ chức trao quà cho ngư dân nghèo một số vùng biển bãi ngang trên địa bàn tỉnh. Để đồng viên chia sẻ khó khăn với ngư dân vùng biển bị ảnh hưởng bởi tình trạng cá chết bất thường trong thời gian qua, Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị đã trích từ nguồn quỹ từ thiện xã hội của đài để trao quà cho ngư dân. Trong dịp này, đài trao 40 suất quà mỗi suất 500.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết. Ngay trong chiều nay, lãnh đạo đài đã trao 20 suất cho 20 hộ ngư dân nghèo ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh và xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Cùng trong dịp này, lãnh đạo Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị đã đến thăm hỏi và động viên trao quà cho 4 hộ ngư dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giá trị mỗi suất quà là 1 triệu đồng. Đây cũng chính là các nhân vật trong chương trình kết nối yêu thương của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Được biết, tiếp sau việc hỗ trợ này, Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị đang chuẩn bị chương trình truyền hình đồng hành cùng ngư dân Quảng Trị, dự kiến được triển khai vào cuối tháng năm này để tiếp tục huy động, quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đảo Cồn Cỏ đã phát động cán bộ chiến sĩ và nhân dân trích một phần thu nhập cá nhân ủng hộ giúp đỡ ngư dân vùng biển Quảng Trị với mức đóng góp của mỗi cán bộ công nhân viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang là một ngày lương. Nhân dân và chiến sĩ lực lượng vũ trang không hưởng lương đóng góp tối thiểu 10.000 đồng một người với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Doanh nghiệp chủ động liên kết với nông dân để kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, sản xuất hàng hóa. Nông dân yên tâm vì được hỗ trợ kỹ thuật, vốn và bao tiêu sản phẩm. Cách thức này không mới, nhưng gần đây nhiều doanh nghiệp dựa trên lợi thế sẵn có đã xây dựng thành công chuỗi cung ứng hàng hóa trong bối cảnh nguyên liệu đầu vào biến động mạnh, áp lực cạnh tranh gay gắt. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong những ngày này, người dân Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh rất phấn khởi khi được Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị triển khai tập huấn về việc tham gia trồng rừng có chứng chỉ của Tổ chức Quản lý rừng bền vững quốc tế FSC. Là hộ gia đình có diện tích rừng khá lớn, từ trước đến nay, gia đình ông Trần Xiểm, thôn Chấp Đông, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh trồng theo tập quán, thói quen canh tác nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Đây là một cái chương trình rất có lợi cho người dân. Bởi vì thời gian tuy có kéo dài nhưng mà cái đầu tư thấp và cái năng suất sản lượng là so với cái bán rừng gỗ giám là sẽ hiệu quả hơn, kinh tế cao hơn. Để nông dân chủ động tham gia chuỗi cung ứng và gắn bó chặt chẽ, doanh nghiệp cần thấu hiểu và giúp nông dân thay đổi nhận thức về thị trường, dần bỏ đi những tập quán, thói quen canh tác thiếu khoa học. Xuất phát từ ý nghĩa đó, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã đồng hành cùng nông dân trong việc phát triển rừng một cách bền vững và đã đem lại lợi ích kinh tế lớn từ trồng rừng khi cả hộ gia đình tham gia trồng rừng theo chứng chỉ FSC. Trước mắt, doanh nghiệp đã đi khảo sát, vận động tập huấn kiến thức đối với người dân trên địa bàn xã Vĩnh Chấp nói riêng và trên toàn tỉnh nói chung. Chúng tôi cũng hiện nay thì đang còn tiến hành là thực hiện cái đề án là thực hiện đổi mới cây trồng trong cái ngành lâm nghiệp, mà nhất là chuyển sang cái lĩnh vực là trồng rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ FSC. Thì thấy rằng cái đây là một cái việc làm hết sức có ý nghĩa đối với nông dân và để tạo điều kiện để tăng cái hiệu quả sản xuất rừng đối với nông dân. Tập trung xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng cho sản phẩm đang được Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị hướng đến như là một mô hình phát triển bền vững. Ở đó, doanh nghiệp làm chủ được nguyên liệu đầu vào, giá bán, thậm chí cả kênh phân phối. Tuy nhiên, theo ông Hồ Xuân Hiểu, Tổng Giám đốc Công ty, cái được nhất là sự kết hợp này giúp nông dân có cách làm nông nghiệp chuyên nghiệp và bài bản. Với cái mong muốn là tạo được một cái chuỗi giá trị gia tăng bền vững cho cây gỗ rừng trồng. Và với như nhà máy của chúng tôi thì chúng tôi cần ít nhất là khoảng 10.000 hectare rừng có chứng chỉ FSC. Và hiện tại thì các hộ dân trồng gỗ rất là nhiều, nhưng mà cái tiếp cận với cái chứng chỉ FSC thì còn rất là hạn chế, cho nên công ty cũng đã quyết định là hỗ trợ hợp tác với bà con để là vừa trồng rừng theo công nghệ mới cũng như vừa chuyển cái rừng thường sang rừng có chứng chỉ FSC và cùng hợp tác với bà con để là giữ cái rừng này từ khai thác 5 năm như hiện tại kéo lên khoảng 8 năm để là cái giá trị kinh tế cao hơn.
Với mục tiêu đặt ra trong năm 2016, Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị vận động các hộ trồng rừng quy mô nhỏ trong toàn tỉnh tham gia vào hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị nhằm tăng 500 hectare diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ. Trước tiên, doanh nghiệp đã hỗ trợ tài chính cho các hội viên có nhu cầu theo mức 4 triệu đồng một hectare rừng trồng 5 năm tuổi, thời gian hỗ trợ từ 3 đến 4 năm với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng 2%. Đồng thời, hỗ trợ chi phí thuê tư vấn được ngoài khảo sát, đánh giá và cấp chứng chỉ FSC cho 500 hectare rừng trồng phát triển mới. Và sẽ thu mua 100% sản lượng gỗ rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC với mức giá cao hơn thị trường từ 15 đến 18%. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm khi sản xuất vụ hè thu bắt đầu triển khai và vấn đề tránh lũ cuối vụ luôn được các cơ quan chuyên môn và bà con nông dân quan tâm. Phó thêm viên Thủy Hằng trình bày về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cử tri cả nước, cử tri Quảng Trị đang chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra vào ngày cuối tuần. Song song với trọng trách này, một công việc khác cũng đang diễn ra rất khẩn trương, tất bật, đó là bà con nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đang hối hả xuống đồng thu hoạch lúa vụ đông xuân 2016, đồng thời triển khai sản xuất vụ hè thu 2016, mà như cha ông ta từng nói, đó là thời điểm của nông vụ tận thời. Theo đánh giá ban đầu của các địa phương, đây là vụ đông xuân rất được mùa, nhất là cây lúa. Toàn tỉnh gieo cấy hơn 26.000 hecta lúa, tăng hơn 90 hecta so với cùng kỳ năm ngoái. Năng suất lúa toàn tỉnh ước đạt 55 tạ một hecta. Một số địa phương có năng suất lúa rất cao như Hải Lăng 60 tạ một hecta, Triệu Phong 56 tạ một hecta, Gio Linh 56 tạ một hecta, Vĩnh Linh 54 tạ một hecta. Sản lượng ước đạt hơn 140.000 tấn, tăng 2.810 tấn so với vụ đông xuân năm trước. Ngoài cây lúa, các loại cây trồng khác như ngô, lạc, rau màu, có diện tích gieo trồng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Như vậy, có thể nói rằng chúng ta đã cầm chắc trong tay một vụ mùa đông xuân thắng lợi. Nhưng ngay lúc này, chúng tôi đặt lại vấn đề thời vụ cho vụ mùa tới. Bởi chúng ta chưa thể quên bài học đắt giá, đó là vào vụ hè thu 2011, do lịch gieo cấy chậm gần một tháng, nên khi thu hoạch lúa, các vùng Triệu Phong, Gio Linh, Cam Lộ, Vĩnh Linh đụng vào thời điểm mưa kéo dài, nên rất nhiều huyện lúa bị ngập úng từ khi lúa bắt đầu chín cho đến khi thu hoạch. Nhiều diện tích lúa đã nảy mầm trên bông. Đặc biệt, từ ngày 10 tháng 10 năm 2011, lúa thu hoạch xong không phơi được, nhiều gia đình nông dân phải đổ đi hàng tấn lúa bị nảy mầm. Nhiều nông dân trắng tay mà nguyên nhân được rút ra là do không tuân thủ nghiêm túc lịch thời vụ. Và sau đây là lịch thời vụ và những khuyến cáo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về sản xuất vụ hè thu 2016. Để mà sản xuất vụ hè thu thắng lợi thì cái điều đầu tiên là phải tránh thu được cái thời vụ một cách nghiêm ngặt. Nói chính xác là phải thu hoạch vụ đông xuân đến đâu thì phải làm đất và gieo cấy ngay đến đó. Thứ hai là phải cơ cấu cái bộ giống cây trồng, nhất là cây lúa phải là giống ngắn ngày và cố gắng thu hoạch trước mùng 5 tháng 9 để tránh lũ lụt vào cuối vụ. Bên cạnh các giải pháp về chỉ đạo sản xuất để sản xuất vụ hè thu 2016 thắng lợi, ngoài nỗ lực của bà con nông dân, ngành nông nghiệp thì sự vào cuộc của cấp ủy đảng, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc triển khai cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, chắc chắn chúng ta sẽ có một vụ hè thu thắng lợi. Tiếp tục với những thông tin khác, hôm nay lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa. Trong khi đang đào hố trồng tiêu, thì gia đình ông Trương Đình Vượng, trú ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, phát hiện một số mảnh tăng võng nghi là nơi an táng của các hài cốt liệt sĩ nên thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 huyện Hướng Hóa đã tiến hành quy tập và phát hiện 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng với các di vật kèm theo như tăng, võng, dây dù. Các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về khu văn hóa Tâm Linh huyện Hướng Hóa để tổ chức lễ truy điệu, an táng. Tại xã Giao Việt, cùng sáng nay, Sở Y tế Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành trạm y tế xã Giao Việt, huyện Giao Linh. Công trình trạm y tế xã Giao Việt do tổ chức EU tài trợ với kinh phí đầu tư 3,5 tỷ đồng, trong đó có 300 triệu đồng là tiền mua sắm trang thiết bị.
Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2015 trên diện tích 360 m², với quy mô 2 tầng kiên cố, gồm 16 phòng chức năng và các hạng mục khác. Nhân dịp này, Sở Y tế phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho trên 200 đối tượng là cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề Bác Hồ với phụ nữ nhân chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2016. Những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước đã khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tư cách, phẩm chất theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Buổi giao lưu đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, phụ nữ Quảng Trị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.